Mới đây Samsung Việt Nam đã phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức lễ khai mạc chương trình đào tạo chuyên gia khuôn mẫu Việt Nam. Chương trình là hiện thực hóa của bản hợp tác về dự án đào tạo nhân lực của ngành chế tạo khuôn mẫu được ký kết giữa Bộ Công Thương và Samsung Việt Nam trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 9 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam Hàn Quốc về hợp tác năng lượng. Dự án hợp tác này Samsung sẽ hỗ trợ đào tạo 200 kỹ thuật viên về lĩnh vực khuôn mẫu nhằm nâng cao năng lực sản xuất và khả năng tự chủ về khuôn mẫu cho các ngành sản xuất cơ bản của Việt Nam. Theo đó, chương trình sẽ được diễn ra trong 4 năm 2020-2023. Mỗi năm đào tạo 2 khóa, mỗi khóa sẽ được đào tạo trong 14 tuần, 6 tuần lý thuyết, 4 tuần thực hành tại Việt Nam, 4 tuần thực hành tại Hàn Quốc. Với các nội dung đào tạo đa dạng từ thiết kế và sản xuất khuôn mẫu, quản lý nguồn thiết kế và quản lý tiêu chuẩn đến thực hành trực tiếp lắp ráp khuôn thử nghiệm kiểm tra và sửa đổi với cam kết phát triển đồng thịnh vượng với việt nam bên cạnh chương trình hợp tác đào tạo nhân lực cho ngành khuôn mẫu samsung đã và đang nỗ lực hỗ trợ sự phát triển chung cho ngành công nghiệp phụ trợ tại việt nam bằng nhiều hoạt động thiết thực